Hoài Phương và Nam Hương xin kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình SBTN. Vào ngày 22 tháng 1 năm 2022, Ủy ban xây dựng tượng nhị vị cố Tổng thống Việt Nam Cộng hòa đã tổ chức buổi lễ khánh thành tại Trung tâm sinh hoạt cộng đồng người Việt tự do New South Wales. Đây là hai tác phẩm của điêu khắc gia Jody Pauley đã được hoàn tất sau khi đúc xong bằng đồng. Xin kính mời quý vị khán giả theo dõi buổi lễ. Để chuẩn bị cho phần cắt băng khánh thành hai tượng của hai vị cố Tổng thống của chúng ta, chúng tôi kính mời ông Phạm Văn Thông, ông Bô Huy Nguyễn, bà Kết Hoàng và ông Huỳnh Xem lên cắt băng khánh thành. Xin quý vị chuẩn bị cắt băng. Bây giờ mời quý vị quay lưng để hướng về phía bàn thờ cũng như tượng nhị vị cố Tổng thống. Kính thưa tất cả quý vị, trước mặt quý vị là tượng đồng của hai cố Tổng thống của chúng ta, Tổng thống Ngô Đình Diệm và Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Xin quý vị một tràng pháo tay để chúng ta chúc mừng sự hòa của chúng ta trong ngày hôm nay. Và bây giờ bốn người đại diện cho cộng đồng cũng như đại diện cho ủy ban sẽ thắp hương để kính nhớ những công đức của hai vị lãnh thổ quốc gia của chúng ta. Chúng tôi xin mời quý vị đứng tại chỗ và xin mời thêm Thượng tọa Thích Phước Long lên để cùng cắt bánh để ăn mừng cho thành quả của chúng ta ngày hôm nay. Cùng cắt cố bánh do ông Lê Nguyễn tặng cho ủy ban trong ngày kỷ niệm hôm nay. Thưa quý vị, 494 ngày vừa qua, đó là những ngày mất ăn mất ngủ của các thành viên ở trong ủy ban. Hôm nay rất hân hạnh chúng tôi có được ông Jody Pauley là người điêu khắc gia mà đã chấp nhận và đã làm cái tượng hai tượng đồng này cho chúng ta. But I'm very honored and able to last for many thousands of years. So thank you. Kết Hoàng xin tiếp tục con đường đấu tranh và sẽ làm hết sức mình với tư cách chủ tịch cộng đồng người Việt tự do Liên bang Úc Châu để giữ vững truyền thống tốt đẹp này và kết nối để cho thế hệ hậu duệ sẽ vẫn tiếp tục giữ vững tinh thần đấu tranh, tinh thần của Việt Nam Cộng hòa. Xin cảm ơn. Ngày hôm nay, ủy ban của chúng tôi đã hoàn tất cái nhiệm vụ mà cộng đồng người Việt tự do tại tiểu bang New South Wales cũng như Úc Châu trao phó cho chúng tôi. Đó là hai bức tượng của hai cố tổng thống mà quý vị thấy ở phía sau lưng của chúng tôi. Và đây là một điều hãnh diện nhất cho cộng đồng của chúng tôi tại Úc Châu. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, chúng ta đã có một cái sự hoàn thành của hai bức tượng đồng của nhị vị tổng thống, mà đây là hai bức tượng đầu tiên trên thế giới đặt cùng một lúc và hoàn thành cùng một lúc, mà đặt ở tại một trung tâm sinh hoạt cộng đồng của người Việt mà đó là tại Sydney. Cảm ơn tất cả các thành viên trong ủy ban, nhất là anh Nguyễn Bi Thúy và chú Phạm Văn Thông, anh Lê Văn Thái, cũng là ba người đã làm việc rất là cực nhọc trong suốt 1 năm 4 tháng qua, trong một cái thời kỳ đại dịch mà rất là khó khăn và nhiều thử thách, mà ủy ban đã hoàn thành được hai cái ước nguyện bảo tồn lịch sử của Việt Nam Cộng hòa, và chúng tôi, cá nhân chúng tôi đã hoàn thành được cái nhiệm vụ đó, và xin thật cảm ơn tất cả các thành viên của ủy ban. Hoài Phương và Nam Hương, tường trình từ Bonnaric xin kính chào quý vị khán giả.